Trường Giang, Nhã Phương kỷ niệm 5 năm ngày cưới, gia đình hạnh phúc nhất thế giới. Các bạn đang nghe tin tức trên kênh X Giải Trí. Các bạn hãy đăng ký, chia sẻ để ủng hộ kênh nhé. Trong bộ ảnh gia đình mới, lần thứ hai bé Destiny, con gái đầu lòng của Trường Giang và Nhã Phương, xuất hiện cùng ba mẹ. Bộ ảnh đặc biệt ý nghĩa của gia đình Trường Giang, Nhã Phương nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng khi tổ ấm nhỏ sắp có thêm thành viên mới, đồng nghĩa với việc cô con gái Destiny sắp lên chức chị cả. Nhã Phương và Trường Giang chính thức kết hôn vào thời điểm tháng 9 năm 2018. Sau khoảng thời gian giấu kín, cả hai cũng đã công khai cô con gái đầu lòng là Destiny. Hiện tại, tổ ấm của Trường Giang, Nhã Phương cũng luôn được xem là biểu tượng hạnh phúc trong showbiz Việt. Khi thực hiện bộ ảnh, Nhã Phương đã chọn những bộ trang phục có tông màu vàng nhạt cho cả gia đình, cũng như màu sắc ảnh rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhã Phương chia sẻ lý do lựa chọn phong cách này vì tạo được cảm giác ấm áp, bình yên nhưng không kém phần thân thuộc và gần gũi để có thể lột tả một cách rõ nhất những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình. Bên cạnh đó, trong những tháng cuối của thai kỳ, Nhã Phương cũng chẳng ngần ngại khoe bụng bầu. Có thể thấy, dù đã tăng hơn 8kg nhưng hiện tại, mẹ bầu vẫn tỏ ra nhuận sắc, rạng rỡ. Đây cũng là lần thứ hai Destiny xuất hiện bên bố mẹ. Sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt đáng yêu nên Destiny dễ dàng chiếm được nhiều thiện cảm từ mọi người. Nhã Phương chia sẻ cô được Trường Giang chiều chuộng, yêu thương hết mực. Do đó, nữ diễn viên cũng khá nhẹ nhàng khi mang thai nhóc tỷ thứ hai. Ngoài ra, Nhã Phương cũng cho biết bản thân không cảm thấy mệt mỏi và còn có thời gian để tận hưởng cuộc sống và vui chơi với bạn bè.